Thành phố Bắc Kinh tiếp tục nhắc lại những quyết tâm cải thiện chất lượng không khí sau khi công bố hàng loạt các biện pháp giảm ô nhiễm. Đầu tháng này, thành phố Bắc Kinh đã công bố thêm những biện pháp giảm ô nhiễm không khí, bao gồm hạn chế số lượng xe lưu thông trên đường phố và đóng cửa hoặc nâng cấp các trang thiết bị của 1.200 công ty. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Bắc Kinh cho biết, thành phố đã quyết tâm làm giảm ô nhiễm không khí, cho dù phải giảm tăng trưởng công nghiệp. Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều biện pháp từ đóng cửa các nhà máy cho tới các chương trình xây dựng tàu điện ngầm để chống lại tình trạng ô nhiễm không khí, nhưng các chương trình này đem lại ít hiệu quả. Một số biện pháp mà chính quyền Bắc Kinh được cho là sẽ áp dụng đó là giảm số lượng xe hơi lưu thông trên đường phố. Chính phủ Trung Quốc đang ngày một ý thức hơn về những bất ổn xã hội và các mối đe dọa đối với sức khỏe của cộng đồng do các hiểm họa môi trường gây ra bởi việc phát triển công nghiệp quá mức nhưng lại thiếu quy hoạch. Chính quyền Bắc Kinh đã lên kế hoạch giảm 25% mức độ ô nhiễm không khí từ đây cho đến năm 2017.